Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 29 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, tờ tin tức Bắc Kinh cho biết, lúc 8 giờ sáng ngày 28 tháng 8, hồ chứa Minh Lăng đã nâng cửa xả lũ. Được biết, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn này, lượng nước từ thượng nguồn của hồ chứa Minh Lăng tiếp tục tăng lên. Hồ chứa đã chặn lũ thượng nguồn ở mức độ lớn nhất và đảm bảo an toàn cho vùng hạ lưu, gây ra mực nước hồ tiếp tục lên. Trước khi xả lũ, mực nước hồ đã vượt giới hạn lũ 3 mét. Phóng viên tờ tin tức Bắc Kinh được biết, hồ chứa Minh Lăng 65 năm tuổi cũng đã nhiều lần gặp lũ. Đợt xả lũ này cũng là đợt xả lũ đầu tiên của hồ chứa Lăng Mộ nhà Minh trong thế kỷ này. Được biết, hồ chứa Minh Lăng được xây dựng vào năm 1958 và mục đích ban đầu của việc xây dựng hồ chứa là để ngăn chặn lũ. Hồ chứa nằm trên sông Đông Sa, một nhánh của sông Wenyu trong hệ thống kênh đào phía Bắc. Từ xa xưa đã có nhiều trận lụt. Năm 1950, sông Wenyu có 2 trận lũ. Vào tháng 1 năm 1958, hồ chứa Minh Lăng chính thức được khởi công. Vào thời điểm đó, 400.000 người đã được điều động vào việc xây dựng. Hồ chứa Minh Lăng vốn dự kiến hoàn thành trong hơn 2 năm, nhưng thực tế đã hoàn thành chỉ trong 160 ngày. Có thể gọi đây là công cuộc giữ nước của Trung Quốc một kỳ tích trong lịch sử. Hồ chứa ban đầu được thiết kế là một tòa nhà 3 cấp và tiêu chuẩn kiểm soát lũ được thiết kế theo lũ 50 năm và kiểm tra lũ 200 năm. Năm 1962, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã nâng cấp công trình lên cấp 2 và tiêu chuẩn kiểm soát lũ được thiết kế theo trận lụt 1.000 năm mới có một lần và kiểm tra trận lũ 1.000 năm mới có một lần. Hiện tại, hồ chứa Minh Lăng đã là một hồ chứa cỡ trung bình ở Bắc Kinh với các lợi ích toàn diện như kiểm soát lũ lụt, tưới tiêu và du lịch. Đồng thời cũng là hồ chứa lớn nhất ở quận Sương Bình. Hồ chứa Minh Lăng không xa lạ gì với lũ lụt, ví dụ như hồ chứa nước lũ đầu tiên vào năm nó được xây dựng. Sau đó, lưu vực này đã trải qua nhiều trận lũ lụt vào các năm 1974, 1998, 2008, 2012 và 2016. Vào chiều ngày 28 tháng 8, Phùng Vĩ, Giám đốc Văn phòng Đảng của Văn phòng Quản lý Hồ chứa Minh Lăng, nói với phóng viên tin tức Bắc Kinh rằng đợt xả lũ này cũng là đợt xả lũ đầu tiên kể từ khi hồ chứa bước vào thế kỷ 21. Phóng viên được biết từ quận Sương Bình rằng trong đợt mưa lớn hiện nay ở Bắc Kinh, nhiều hồ chứa ở quận Sương Bình bao gồm hồ chứa Vương Gia Nguyên, hồ chứa Tương Đàm và hồ chứa Nam Câu đã bắt đầu xả lũ vào hôm thứ Hai. Theo báo cáo, lưu lượng xả ban đầu của hồ chứa Minh Lăng cho đợt xả lũ này là 10 mét khối trên giây, sẽ từng bước tăng lên 30 mét khối trên giây. Sông Đông Sa đã đầy, lưu lượng xả sẽ giảm xuống 10 mét khối mỗi giây sau khi dòng nước đi qua kênh dẫn dòng Kinh Mật một cách an toàn. Nó có thể tăng dần lên 30 mét khối mỗi giây, tùy theo điều kiện của địa điểm và mực nước của hồ sẽ hạ xuống dưới mực nước giới hạn lũ. Lũ lụt cuối cùng sẽ chảy vào sông Sa Hà. Phóng viên được biết, khu vực chịu ảnh hưởng chính của đợt lũ xả này là khu vực sông Đông Sa từ hồ chứa Minh Lăng đến đoạn sông Bắc Sa, bao gồm công viên rừng Bình Hà, thị trấn mới Sương Bình, vùng nước của công viên di tích Bạch Phúc Tuyền và kênh sông Đông Sa. Để đảm bảo tiến độ xả lũ này diễn ra thuận lợi, Cục Thủy lợi thành phố Bắc Kinh và quận Sương Bình đã cùng nhau thảo luận và đánh giá, tiến hành phân tích dự báo trước, đưa ra kế hoạch chuyển giao và tránh mọi rủi ro. Đồng thời hoàn thành việc đóng đường dọc theo đợt xả lũ, sơ tán dân ven sông, điều tiết giao thông trước 36 giờ và các công tác quản lý khác. Quận Sương Bình đã tiến hành điều tra rủi ro dọc theo đường xả và triển khai các biện pháp gia cố kỹ thuật cho các khu vực có nguy cơ. Tổng cộng 1.080 nhân viên phòng chống lũ lụt và sửa chữa, 130 bộ máy móc thiết bị lớn nhỏ, 59 xe cấp cứu, 350.000 bao cát, giải bao cát và các vật liệu khác. Được biết, trong thời gian xả lũ, Cục Thủy lợi Bắc Kinh sẽ tiếp tục đàm phán với quận Sương Bình, tiến hành lập kế hoạch cụ thể, tăng cường kiểm tra, canh gác, đồng thời chuẩn bị đầy đủ để xử lý các trường hợp khẩn cấp, đảm bảo tiến độ xả lũ diễn ra an toàn và suôn sẻ. Quá trình mưa ở Bắc Trung Quốc sắp kết thúc và trọng tâm của đợt mưa này đã dịch chuyển về phía Đông Bắc. Kể từ hôm thứ Ba, Đài quan sát khí tượng Hắc Long Giang đã đưa ra 15 cảnh báo mưa bão màu đỏ trong 3 ngày liên tiếp. Hiện tại, 19 con sông đã đưa ra cảnh báo lũ lụt, trong đó đoạn Thượng Hải của kè sông An đang bị đe dọa nghiêm trọng. Đợt mưa này ở Đông Bắc Trung Quốc mạnh đến mức nào? Nó sẽ dữ dội hơn cơn mưa xối xả phía Bắc Trung Quốc không? 15 cảnh báo đỏ cho đợt mưa bão này và nhiều sông vượt mức cảnh báo.
do ảnh hưởng hơi nước còn sót lại của cơn bão số 5 Dusuri. Ở Đông Bắc Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn. Tính đến nay, Đài quan sát khí tượng Hắc Long Giang đã liên tiếp đưa ra 15 cảnh báo mưa bão màu đỏ. Lần gần đây nhất là vào lúc 7 giờ 50 phút ngày 28 tháng 8, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hắc Long Giang tiếp tục phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ. Cho biết, lượng mưa tại trạm Helen Republic trong 3 giờ qua là 85,1mm và lượng mưa sẽ tiếp tục tăng lên đến 100mm. Ngoài ra, từ ngày 27 tháng 8, nhiều sông đã vượt mức cảnh báo lũ. Theo Trung tâm Tài nguyên nước và Thủy văn tỉnh Hắc Long Giang, vào lúc 23 giờ ngày 27 tháng 8, mực nước tại trạm Mậu Đơn Giang ở Mậu Đơn Giang đạt 229,01m, vượt mực nước cảnh báo 0,1m và đạt tiêu chuẩn cấp số lũ. Trận lũ ở Mậu Đơn Giang số 1 năm nay đã hình thành. Đến 23 giờ ngày 27 tháng 8, mực nước tại trạm Niệm Tử Sơn trên sông Áp Lục đạt 216,12m, cơn lũ số 1 sông Áp Lục năm nay đã hình thành. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 28 tháng 8, mực nước của đoạn Diên Thọ của sông An đạt 99,63m, đạt tiêu chuẩn đưa ra cảnh báo lũ màu đỏ. Trước đó 2 ngày, tại Cáp Nhĩ Tân, lượng mưa đã gây ra nhiều điểm ngập nước trên các con đường trong khu vực đô thị. Theo Nhật báo Cáp Nhĩ Tân, tính đến 8 giờ sáng ngày 28 tháng 8, tổng cộng 31 hồ chứa ở tỉnh Hắc Long Giang đang hoạt động ở mức cao hơn giới hạn lũ từ 0,1 đến 4,81m và 19 con sông có mực nước vượt quá cảnh báo từ 0,2 đến 2,47m. Hiện tại, đoạn thượng tri của kè sông An có nguy cơ lớn và có rủi ro lớn ở Long Phượng, Mộ Bà Sơn và các hồ chứa khác. Từ 12 giờ trưa ngày 28 tháng 8, Sở Tài nguyên nước tỉnh Hắc Long Giang đã nâng mức khẩn cấp ứng phó với lũ lụt và phòng chống thiên tai hạn hán lên cấp độ 2. Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở đất, sập đường cao tốc, ngập làng. Hơn 6.000 người đã được chuyển qua đêm từ thành phố Vũ Xương. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, vào khoảng 8 giờ 50 phút ngày 27 tháng 8, một phần nền đường của cây cầu gần đoạn 253-254km của đường cao tốc G10 Thủy Mãn, đoạn này còn được gọi là đường cao tốc Hà Mù từ Mậu Đơn Giang đến Cáp Nhĩ Tân đã bị cuốn trôi, bị lũ cuốn trôi, xảy ra hiện tượng sụt lún khiến giao thông đường bộ bị gián đoạn. Sau khi sự cố xảy ra, hai phương tiện nhỏ ngã xuống hố của phần sụt lún, hiện chưa rõ thương vong cụ thể. Vào lúc 10 giờ ngày 28 tháng 8, phóng viên được biết từ Cục Quản lý Giao thông Đường Cao Tốc thuộc Công an tỉnh Hắc Long Giang rằng các đoạn đường từ Thượng Chi đến Hải Lâm và từ Hải Lâm đến Yabuli trên đường cao tốc Hà Mù Mù sẽ tiếp tục bị đóng. Mưa xối xả nhiều ngày đã ảnh hưởng đến nhiều nơi ở thành phố Vũ Xương, tỉnh Hắc Long Giang, nơi nổi tiếng với món gạo Vũ Xương. Theo dữ liệu của Cục Khí tượng Cáp Nhĩ Tân, từ 8 giờ đến 21 giờ ngày 27 tháng 8, lượng mưa ở khu vực trung tâm và phía nam của thành phố Vũ Xương, Cáp Nhĩ Tân đã đạt 50-100mm, cá nhân từng điểm đạt 100-180mm. Theo tờ Harbin Daily News, vào chiều ngày 27 tháng 8, do hồ chứa nước Long Phượng Sơn ở thành phố Vũ Xương xả nước nhiều hơn, 25 ngôi làng và 5 thị trấn gần vùng hạ lưu của hồ chứa đã được chuyển đi. Tính đến nay, tổng số hơn 6.000 người đã được chuyển đi. Còn tại vùng Đông Bắc Bộ, mưa lớn vẫn đang tiếp tục. Đài khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo màu vàng về thời tiết đối lưu gay gắt vào lúc 10 giờ ngày 28 tháng 8. Dự kiến từ 14 giờ ngày 28 tháng 8 đến 14 giờ ngày 29 tháng 8 sẽ xuất hiện mưa lớn ngắn ngày ở Hắc Long Giang, miền Trung và miền Đông Cát Lâm, miền Trung và miền Đông Liêu Ninh với lượng mưa mỗi giờ từ 40-70mm, khu vực cục bộ có thể lên tới hơn 80mm. Sẽ có dông bão cấp 8, cấp 10, gió mạnh hoặc mưa đá ở các khu vực thuộc Trung và Đông Nam Hắc Long Giang, phía Đông Cát Lâm, Trung và Đông Liêu Ninh. Kể từ tháng 7 năm nay, nhiệt độ cực cao và lượng mưa cực lớn luân phiên nhau. Liệu có phải khí hậu bất thường? Và đợt mưa lớn này ở Đông Bắc Trung Quốc khác với đợt mưa lớn ở Bắc Trung Quốc như thế nào? Nguyên nhân gây ra lượng mưa lớn ở miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc có thể được tóm tắt đại khái trong 3 điểm. Một là nhiệt độ cực cao liên quan đến sự phát triển và duy trì liên tục của áp cao lục địa và hoạt động yếu của không khí lạnh. Hai là lượng mưa lớn ở Bắc Trung Quốc có liên quan chặt chẽ với cơn bão mang theo một lượng lớn hơi nước về phía Bắc. Ba là sự nâng cao địa hình của dãy núi Thái Hàng và dãy núi Yên Sơn dẫn đến sự tập trung lượng mưa tăng lên. Ngoài ra, lượng mưa ở Đông Bắc Trung Quốc và lượng mưa lớn trước đó ở Bắc Trung Quốc đều bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu cao cận nhiệt đới. Và hơi nước được cung cấp bởi không khí ấm và ẩm xung quanh áp cao cận nhiệt đới và vị trí của vành đai mưa là tương đối ổn định. Tuy nhiên, vị trí của Đông Bắc nằm về phía Tây Bắc của áp cao cận nhiệt đới, lượng mưa chịu sự tham gia trực tiếp của không khí lạnh đối lưu nhiều và kèm theo các hiện tượng thời tiết đối lưu mạnh như dông, gió giật mạnh, mưa đá. Bão Doksuri di chuyển về phía Bắc, mang theo mưa lớn liên tục đến các khu vực miền Trung và miền Nam của tỉnh Hắc Long Giang,
kể từ sáng thứ Ba, Đài quan sát khí tượng Hắc Long Giang đã liên tiếp đưa ra 15 cảnh báo mưa bão. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, nhiều con sông, trong đó có sông Tùng Hoa, đã vượt mực nước cảnh báo và đạt tiêu chuẩn đánh số lũ. Trận lũ mẫu đơn Giang số 1 năm nay đã hình thành. Thành phố Vũ Xương, nơi nổi tiếng với món gạo Vũ Xương, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thành phố Vũ Xương nằm ở phía nam tỉnh Hắc Long Giang và được quản lý bởi thành phố Cáp Nhĩ Tân. Trên lãnh thổ có hai hệ thống dẫn nước chính là sông La Lin và sông As. Vào lúc 17 giờ chiều ngày thứ Hai, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của thành phố Vũ Xương đã đưa ra phản ứng kiểm soát lũ lụt cấp 3. Theo tin tức Vũ Xương phát hành vào chiều ngày thứ Tư, văn phòng phòng chống lũ lụt và hạn hán trụ sở chính của thành phố Vũ Xương cho biết, do hồ chứa Long Phượng Sơn tăng cường xả nước vào lúc 2 giờ 30 phút đêm thứ Tư, nhân viên của 25 thôn thuộc 5 thị xã, thị trấn liên quan đến vùng hạ lưu hồ chứa đã di chuyển toàn bộ. Theo ChinaNews.com, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Vũ Xương đã chuyển gần 20.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai đi nơi khác. Mẹ tôi đã hơn 60 tuổi và đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy một trận lũ lớn như vậy. Lý Huân, người đứng đầu một hợp tác xã trồng lúa chuyên nghiệp ở thị trấn Long Phượng Sơn, nói với GMN News, ruộng lúa của chúng tôi và nhà cửa ngập hết, ngập hoàn toàn, mực nước ngập sâu hơn 3 mét. Chúng tôi đã sơ tán khẩn cấp mặc dù lực lượng cứu hộ đã chèo thuyền đến để giải cứu. Nhưng gia cầm đã chết hết. Chúng tôi không thể tiết kiệm được khẩu phần ăn của 5 người. Phố Ly cũng bị ngập, các nhà kho cũng bị ngập. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin trước đó, vào hôm thứ Tư, một nhóm dân làng ở thị trấn Long Phượng Sơn đã thông báo trong nhóm WeChat rằng do mưa lớn, hồ chứa nước Long Phượng Sơn sẽ tăng lượng xả lũ và tất cả nông dân phải hoàn thành việc chuyển đi trước 3 giờ sáng ngày hôm sau. Thị trấn Long Phượng Sơn nằm ở phía đông nam của thành phố Vũ Xương, nằm giữa vùng núi, hai bên là núi bao bọc, một bên là nước bao bọc. Tây cao đông thấp, dài và hẹp ở phía bắc và phía nam. Thị trấn là nơi sản sinh ra loại gạo chất lượng cao đào hoa tương số 2 và là trung tâm phân phối gạo chất lượng cao lớn nhất tỉnh Hắc Long Giang. Mạng tin tức kinh tế Trung Quốc đưa tin rằng tổng giá trị sản lượng xã hội hàng năm của thị trấn Long Phượng Sơn có thể đạt 200 triệu nhân dân tệ, trong đó giá trị sản lượng nông nghiệp chiếm khoảng 70%, tương đương 140 triệu nhân dân tệ. Liên quan đến tình hình chung về thảm họa lúa gạo ở thành phố Vũ Xương, ngày 27 tháng 8, một nhân viên của Phòng Nông nghiệp và Nông thôn thành phố Vũ Xương cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông. Hiện tại, hầu hết các cán bộ đều ở nông thôn và đang bận rộn với công tác cứu trợ thiên tai, hiện chưa nắm được tình hình, cần thống kê thêm. Thống kê từ Cục Khí tượng tỉnh Hắc Long Giang cho thấy, từ 0 giờ ngày thứ Ba đến 8 giờ ngày 28 tháng 8, 630 trạm ở Hắc Hà, TT Cáp Nhĩ, Đại Khánh, Tuy Hóa, Cáp Nhĩ Tân, Mẫu Đơn Giang và những nơi khác, lượng mưa tích lũy đã vượt quá 100mm và lượng mưa lớn nhất xảy ra ở làng Quốc Khánh, thành phố Vũ Xương là 342,8mm. Trong số các trạm của quận, lượng mưa của 27 trạm bao gồm Long Phượng Sơn, Vũ Xương, Thượng Chi, Hải Lâm, Mẫu Đơn Giang và Long Giang đã vượt quá giá trị cực trị hàng ngày trong lịch sử, theo Đài quan sát khí tượng Hắc Long Giang. Dự kiến từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8, hầu hết các khu vực tỉnh Hắc Long Giang vẫn sẽ có mưa lớn đáng kể và thời kỳ mưa chính sẽ là ngày thứ Tư. Lượng mưa tích lũy ở Nam Sông Hải Hà, Nam Nghi Xuân, Bắc Tề Tề, Cáp Nhĩ, Cát Tây và Mậu Đơn Giang có thể đạt từ 80-100mm cục bộ và 120mm ở các thị trấn riêng lẻ. Mưa kèm theo mưa lớn ngắn hạn, dông bão, gió mạnh, mưa đá nhỏ và các dạng thời tiết đối lưu mạnh khác. Cường độ mưa mỗi giờ tối đa từ 40mm đến 60mm, riêng lẻ thị trấn trên 70mm. Một số khu vực có gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8 và các khu vực địa phương có cường độ từ cấp 9 đến cấp 10. Đài quan sát khí tượng Hắc Long Giang cho biết, lượng mưa sẽ tiếp tục và rất dễ gây ra các thảm họa thứ cấp như ngập úng đô thị, ngập úng đất nông nghiệp, lũ lụt trên núi, tai biến địa chất và lũ lụt ở các sông vừa và nhỏ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến công tác cứu hộ khẩn cấp và cần thiết phải có biện pháp phòng ngừa. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.